Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Travel. Hôm nay là em giới thiệu đến cả nhà cái lô bông sen trắng. Sen trắng lá nhỏ ạ. Đây là cây sen trắng cao là 4 tấc. Ảnh đang cho hoa rất là đẹp. Dáng anh rất là đẹp nha cả nhà. Xem cái dáng nữa nè, rất là đẹp, một cốt hết rồi. Dáng này mình làm bonsai là tuyệt vời. Rồi bên đây là mấy cây trắng.